Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Mình là Phạm Xuân Dũng. Thưa quý vị, ngày hôm nay Xuân Dũng đang lên thành phố Hồ Chí Minh để gặp anh Thảo. Lý do lên gặp anh Thảo tại vì là mấy ngày vừa qua Xuân Dũng có nhiều thông tin không hay về anh Thảo khi mà em đang tiếp tục làm cho Xuân Dũng và cô Thắng là một mạnh thường quân mà người đầu tiên có ý định giúp đỡ anh Thảo rất là buồn và rất thất vọng. Thì câu chuyện đó như thế nào thì sau đây chúng ta xin mời mọi người cùng đến gặp, thứ nhất là đến gặp bác chủ nhà, thứ hai là đến gặp anh Thảo. Xin mời quý vị. Bữa không có chuyện này xảy ra, tôi định cho nó ở luôn nó. Tới ngày thì tôi điện anh đợi anh trả tiền cho nó thôi. Ai nhà tôi tình trạng này xảy ra quá xui xẻo luôn. Thì không phải là riêng cái phòng đó, tất cả người nào cũng phải đi. Rồi thì thử ra mới nói biết tối hôm qua nó ngủ á, tôi kêu cửa nó thì sáng nó hỏi tôi, nó đang ngủ mà nó nghe không kỹ, nó hỏi tôi nó đúng rồi, mày nói ông Dũng đi đó, cái gì ông Dũng đưa mày vô giờ mày đi mày cũng phải cho ông hay trước. Đúng rồi đó. Mình chỉ nghe vậy đó chứ ông thấy không, giờ xui xẻo mình phải chịu thôi, chứ giờ ở bên đó giờ tôi cho mướn khu vực với đây phòng cháy chữa cháy không cho tôi cho mướn. Rồi phải sửa lại, rồi xong xuôi đàng hoàng, nó bắt tôi xin giấy phép kinh doanh, nó cho tôi làm. Nó bắt ba hàng, dây đi. Bởi vậy nó khó khăn. Rồi bữa mới dậy tới mình đôi khi nó phòng nó ít tiền thì được, phải không? Giờ nó giảm giấy phép kinh doanh lên, đóng thuế má rồi phải nó phòng phải đắt lên rồi. Ông thấy ông giờ phải đăng ký giấy phép kinh doanh chưa cho, hồi xưa giờ không có đăng ký gì hết trơn á. Giờ chuyện này xảy ra, giờ nó phải bắt làm vậy. Còn không đăng ký thì nó không cho tôi cho thuê nữa. Này hai đầu trạm điện là 6 phòng á, đi hơi là không có người ở nhà. Giờ đó là 6 giờ chiều rồi, ai cũng đi làm, ai chưa làm có về gì? Nếu chắc khi 1-2 giờ khi là chết. Chết biết bao nhiêu rồi. Giờ tôi ở tù nè. Khổ vậy đó. Thôi mình thì phải tuân thủ theo ấy thì cho nó an toàn, mà người quan trọng hơn đó, tại vì là em nó điện cho cháu. Mà cháu không biết là có phải là nó có làm gì phiền lòng chú hay không. Rồi kẻ sợ đôi khi là chú lại cho nó nghỉ, hay là đôi khi là nó chê phòng đó nhỏ hẹp, là nó tính kiếm chuyện, nó tính nói dây để cháu biết, phải không? Nên cháu phải đến hỏi chú cho đàng hoàng cả nhà. Tất cả người nào đều cũng đi hết. Nếu không có chuyện này xảy ra, tôi vẫn cho nó ở. Tôi không có, không phải là không cho nó ở đâu. Nó chuyện này xảy ra, nhưng mà nó là tôi báo là chậm nhất rồi đó, ai tôi cũng báo chứ bữa một hai tay. Nó hình như mới báo hồi tối hôm qua thôi. Đúng rồi. Tại vì tôi qua thì không gặp nó, thấy nó khóa cửa, nó không có nhà. Hồi tối tôi cán tôi qua khuya gặp nó ngủ ở trọng, tôi kêu cửa nó. Thì ông yên tâm đi, nếu có tôi cũng cho nó ở. Cái trường hợp gì nhà nước bắt tôi phải trục xuất đi hết, tại vì làm ở cái cầu thang xây mà. Thành ra người đâu có ở đó được đâu, với lại cái đang càng á, sắp nó mục rồi, tháo dỡ hết, làm lại cái cầu cái đang càng khác. Nó nói nhiều khi xảy ra cái gì á, người ta đi ngang nó đỡ xô cái nó ngã cái đang càng xuống. Đúng rồi. Đó thành thử ra lên phòng cháy chữa cháy nói kiểu đó đúng, thì tôi báo cho những người đi đó. Tôi xin sau Tết mà nó cũng không chịu nữa. Bởi vì tôi xảy ra cái gì không có người nào cứu. Bữa ở đây 6 giờ cứu quả xuống chứ bộ biết bao nhiêu dân công xuống này tị nghẹt ở đây hết trơn luôn. May, hoàn may, đúng là quá may. Đây qua nhà người ta, đây qua người ta thường. Đúng rồi. Có mình nhà tôi à. Cũng may chú. Trái bức cái thai đầu luôn. Đang sửa ở trển nè. Thôi được rồi, chú cứ theo việc làm đi. Không phải là tôi che không cho nó ở đó. Điều ai kiểu cũng phải đi hết đó. Cái nào sự như thật tôi nói nó bị cháy ảnh hưởng bên đó. Nếu mà bên này không có, tôi vẫn cho nó ở tiếp tục. Chứ không phải kêu nó đi đâu. Rồi. Để cháu qua bên nó, cháu gặp nó cái. Cảm ơn chú ha. Với rồi ông qua ông coi thử cái thằng thang nó ra mục rồi. Mấy cái chỗ bực đó tôi còn đắp dán lên nữa. Đó. Bữa còn cái. Đúng rồi. Thôi để nó không đảm bảo đâu. Hình ra tôi phải bắt buộc. Qua Tết thì tôi phải làm bên đó. Rồi.
Được rồi, cháu cảm ơn. Dạ, cháu biết là cháu nắm cho chắc cú thôi. Dạ, rồi, rồi, không đúng chính xác chứ không phải là tôi cho rồi. Nó đi đâu. Dạ, dạ, rồi, cháu cảm ơn. Thưa các nhà, hôm nay thì ngày 6 tháng 1 2020 Sơn Dũng có việc lên Sài Gòn để ghé thăm em Thảo. Bây giờ tái khám thôi, còn bây giờ bữa tiền thuốc với tiền khám ấy, đợt trước anh khám thì cũng hơn triệu mấy mà. Triệu mốt thôi mà. Thì em sợ là lấy thuốc rồi hơn tiền lấy vô tiền thuốc 1 triệu rồi nó lấy tiền ăn của em. Em còn nhiêu? Em còn được 1 triệu trên trong túi ở trên lầu á, em để ở nhà em còn 1 triệu. Dạ. Thì tiền em đâu hết? Dạ, thì bữa giờ em xài có 1 triệu mà. Bữa anh đưa em 2 triệu đúng không? Ừ. Ờ. Cô Thắng điện cho anh, cô Thắng hỏi sao mà cô Thắng điện cho em không nghe máy. Ủa, cô Thắng điện số, em không biết số của cô Thắng. Vậy cô Thắng nói điện cho em suốt à? Em không biết nữa. Em không biết số của cô. Tại như cô nhìn điện nhiều số lắm hay sao á. Em không biết số nào của cô đó. Nhiều khi em đang ngủ rồi. Xem nè. Nhiều khi em đang ngủ rồi, em không biết nữa. Nhiều người điện cho em lắm. Em cũng điện lên nhiều người lắm mà em không biết số nào của cô Thắng. Nè, cái số mà thường có dấu cộng trước này là của cô Thắng nè. Thường là số này, hình như số này nè. Hình như vậy. Em cũng chờ mấy bữa nay, mấy bữa sau bữa nay cô Thắng không gọi. Tại lúc trước cô Thắng hay gọi thường xuyên. Cô Thắng nói là điện cho em mà em không nghe máy. Cô rất là dần luôn. Dạ. Cô giận mà đến nỗi là cô nói là Dũng là trên thời gian lên hỏi sao mà vì sao mà cô gọi không nghe máy.
Và cô nói là nếu như mà như vậy á, thì nó không tôn trọng cô, nó vậy á, thì tạm ngưng. Cô không mấy nữa. Với lại thì như em nói chuyện không có thật. Em vẫn không thật đối với cô Thắng. Em vẫn nói không thật. Trong lúc cô đi, cô Thắng đến cho em cũng không thật. Kể cả bản thân anh em cũng không nói thật luôn. Đúng vậy không? Có đúng như vậy không? Tại thời điểm bây giờ em vẫn nói không thật này. Tại sao em phải nói thật lòng, nói em là tại sao em lại phải giấu giếm anh, mà trong lúc đó anh với cô Thắng là cái người mà giúp em, tại sao em phải làm vậy? Em có lý do gì? Em nói nghe coi. Em trải lòng cho em nghe coi. Em có đang có một cái ẩn khuất gì không? Có vấn đề gì ẩn khuất không mà tại sao em phải là trong lúc đó là anh thì có thể bình thường đấy, nhưng mà cái người mà ân nhân lớn nhất của em là cô Thắng. Cô Thắng thừa biết em đang giấu giếm và đang nói dối cô. Và kể cả bản thân anh cũng biết điều đó. Nói chung là em còn quá trẻ để mà qua mặt được anh. Em nói với em như vậy. Thực ra là anh muốn gặp em cách đây tầm khoảng độ 3 ngày về trước á. 3-4 ngày về trước chứ không phải là ngày hôm nay đâu. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục nghe em điện thoại và nghe em nói gì thôi. Còn anh nói với em ấy vẫn có người phải nói chung là anh nói là nói với luôn với em á. Anh đủ sức để theo dõi em như thế nào mà. Anh lên để đưa em đi gặp bà ngoại, em nói rằng là em hết tiền, em không còn tiền để mà ăn, còn có 200-300 ngàn à, hết tiền ăn. Anh nghe rồi, hết tiền để mua thuốc, là hết thuốc rửa thế này thế kia. Anh mới vội vã anh lên, nhưng trong lúc đó là Triều vừa mới đưa em 5 triệu xong em kêu hết tiền làm sao. Rồi em còn nói dối với anh Triều nữa. Anh Triều hỏi là vừa rồi á là anh Dũng lên gặp có đưa em tiền, em nói không đưa tiền. Mà trong lúc đó anh đưa cho em 2 triệu, em sao em kêu không đưa tiền. Đến khi Triều điện cho anh xong á, Triều điện lại cho em lại á. Triều nói anh Dũng đưa em 2 triệu, em là nói là em đưa cho bà ngoại. Em có đưa bà ngoài không? Không đưa bà ngoài, tại sao em phải nói với Triều là em đưa bà ngoài? Mà trong lúc đó là Triều vẫn đưa cho em tiền, thì tại sao em lại nói là lúc nào em cũng kêu là em không có tiền, hết tiền làm sao? Em sẽ làm sao mà qua mặt được anh được? Còn cái chỗ em ở đây nè, ngay chỗ em ở đây nè, bạn bè anh ở xung quanh đây nhóc luôn, kể cả là bên công an phường. Người ta rất là tốt với em mà em lại không thật lòng như vậy. Mà anh đã nói với em lần trước rồi, em đã không thật lòng một lần rồi, và anh cũng mong mọi người tha thứ bỏ qua cho em rồi. Và dù sao em bị thiệt thòi hơn rất là nhiều người khác, anh vẫn nói rằng thôi, anh cũng phân tích để cho biết rằng mọi người rằng là em là vì thiệt thòi hơn những người khác, tại vì em sinh ra em bị hoàn nạn, rồi em sinh ra thiếu tình thương của cha mẹ, cho nên là
hy vọng rằng là thôi thì mình cũng cho em cơ hội, nhưng mà càng cho em cơ hội càng nhu nhược của em càng lớn tới, em càng lừa dối mọi người là sao được, lừa dối mọi người, và đặc biệt là em trực tiếp lừa dối anh và cô Thắng. Một lần em đã bỏ qua, bây giờ em còn tiếp tục như vậy nữa. Thế em hỏi là anh làm sao anh có thể là giúp được em được nữa. Em làm như anh không biết, em làm như anh là con nít thôi. Còn một số chuyện nữa anh không muốn nói lên đây. Thưa quý vị, như vậy thì Xuân Dũng gặp em Thắng và nói cho em Thắng biết những cái vấn đề mà em Thắng đang lừa dối bản thân Xuân Dũng và các mạnh thường quân. Thực sự là Xuân Dũng rất là thất vọng, vô cùng thất vọng với những gì mà em Thảo đang đối xử với tấm lòng mà mạnh thường quân, những cái niềm tin mà mạnh thường quân trao cho, rất là buồn.
và thất vọng vô cùng luôn. Thì không biết nói gì hơn thì Dũng chỉ có lẽ Dũng xin được dừng câu chuyện của em Thảo ở đây, và Dũng sẽ trả lại tiền mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho em Thảo. Dũng không thể đồng hành cùng với cái người mà không thật lòng với bản thân Mạnh Thường Quân như vậy được.